dạng xấu xí nhất do vết trầy mà chúng ta vô tình gây ra. Muốn bảo vệ nền nhà khỏi vết trầy xước thì bạn cần vận dụng ngay những tuyệt chiêu này nhé. Căn nhà của bạn không thể tránh những khớp nứt hoặc vết trầy trên sàn nhà. Hãy cùng Bitexki tìm hiểu những tuyệt chiêu bảo vệ nền nhà khỏi những vết trầy xước ngay nào. Trước hết, bạn cần tìm hiểu lý do tại sao nền nhà lại xuất hiện những vết nứt nhỏ. Trường hợp chúng ta thường gặp phổ biến nhất chính là chân chống xe. Chính thủ phạm này là nguyên nhân gây ra nền nhà bạn xuất hiện những vết trầy đen. Một số nguyên nhân khác có thể là do việc cọ sát quá mạnh. Chẳng hạn như bạn xê dịch các vật nặng bằng kim loại cũng khiến nền nhà sẽ bị tổn thương. Tuyệt chiêu xử lý các vết trầy xước. Có hai cách để tống khứ vết trầy xước ra khỏi nền nhà của bạn. Hãy chọn cho mình các phương pháp dễ nhất và dễ thực hiện nhất nhé. Cách 1. Sử dụng gạch ống. Bạn hãy đặt một mẫu gạch ống vụn. Bạn hãy nhặt một mẫu gạch ống vụn mài cái góc cạnh mẫu gạch nhẵn không còn bén. Sử dụng gạch đã mài chà sát lên vết xước của ngành gạch. Hạt bụi của gạch sẽ chèn vào các vết trầy khiến chúng biến mất 80%. Cách 2. Sử dụng bột sơn nước, xi măng trắng và cát mịn. Trộn hỗn hợp ba loại này theo tỷ lệ phù hợp. Bôi hỗn hợp này vào vết bẩn mặt xước, sau đó chà mạnh tay. Chỉ trong ít phút, vết trầy xước sẽ được xử lý gọn sạch. Một số lưu ý khác. Trên thực tế, nếu bạn biết cách phòng tránh bảo vệ nền nhà trước khi những vết trầy xước xảy ra thì sẽ đảm bảo nền gạch của bạn lúc nào cũng được xanh bóng. Hãy sử dụng miếng lót cho chân bàn ghế bằng kim loại hay thường xuyên lau dọn nhà cửa và hút bụi, vệ sinh xe máy trước và khi ra vào nhà để nên có thảm lót chỗ để xe. Tránh các vết xước cho căn nhà không phải là điều quá khó. Bạn hãy vận dụng những cách trên của Bitexki để khiến nơi nhà của bạn luôn sáng bóng và sạch đẹp. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Bitexki để cập nhật những mẹo vặt mới nhất giúp ích cho cuộc sống của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.